tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện sau 2 năm kín tiếng cùng những chia sẻ ấn tượng của mình về tham vọng 10 năm tới. Các bạn thân mến, chắc hẳn điều mà chúng ta quan tâm nhất là với tình hình dịch bệnh như hiện nay, thì tập đoàn tư nhân số 1 Việt Nam sẽ xoay sở ra sao với bao dự án tâm huyết của mình? Nhất là khi VinFast vừa đưa ra quyết định dừng sản xuất xe xăng vào cuối năm 2022. Xuất hiện sau 2 năm kín tiếng, ông Phạm Nhật Vượng đã có những chia sẻ về việc này. Người vĩ đại nói lời giản đơn, làm được nhiều điều tuyệt vời cho dân tộc, nhưng vị tỷ phú số 1 Việt Nam lại rất khiêm nhường, không đao to búa lớn. Thật đáng ngưỡng mộ, khi tiền không còn quá quan trọng, người ta sẽ nghĩ đến việc để lại được cái gì cho đời, tạo bước đệm khởi nghiệp để các doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn tham gia, thúc đẩy đất nước phát triển. Và VinFast chính là một ví dụ cho việc chịu bù lỗ trong giai đoạn đầu để thương hiệu Việt vươn xa ra khắp thế giới. Thưa các bạn, trong năm qua, xét về tổng thể, Vingroup đã phải chịu tổn thất lớn. Tuy nhiên, đại dịch đã tạo động lực để thay đổi, một cơ hội để Vingroup phát triển các mẫu xe điện. Nói chung, các tác động rất lớn nhưng phải chiến đấu thôi. Chủ tịch Vingroup chia sẻ, cùng với tìm cách sống sót, phải nghĩ cách tận dụng cơ hội mà phát triển, trong khi nhiều đối thủ có phần chùng lại vì đại dịch. 6 tháng trời, lực lượng của Vingroup làm việc tập trung luôn ở Hòn Tre, Nha Trang để nghiên cứu phát triển xe. Đây thực sự là một trong những quyết định quan trọng, tốn kém nhưng nhờ nó, năm qua, Vingroup thiết kế được cả 5 mẫu xe điện được công chúng Việt Nam và quốc tế đón nhận. Số đơn đặt hàng trước của VF E34, VF8 và VF9 gần đây là ví dụ cho thấy VinFast đã đúng. Ở Việt Nam, tiền thì chắc ông Vượng có nhiều nhất nếu Forbes đúng, nhưng nó cũng chưa phải là quá lớn, kiểu đủ để muốn làm gì cũng được. Lòng tự tôn, khát vọng cho Việt Nam phát triển thì nhiều doanh nhân cũng nói. Khác với các doanh nhân thành công ngoài xã hội, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng ấp ủ mấu chốt giúp Vingroup làm được những điều nhiều người cho là không tưởng. Đơn giản là chúng tôi muốn để lại cái gì đó cho đời. Trước đây là xây các khu đô thị đẹp, hiện đại, đáng sống, góp phần thay đổi bộ mặt các đô thị Việt Nam, tham gia vào mảng dịch vụ để cùng thúc đẩy tạo ra các tiêu chuẩn sống cao hơn. Nay thêm khát vọng xây dựng bằng được một thương hiệu Việt Nam đẳng cấp cao thế giới. Không có dự án nào là không tưởng, vì nếu không tưởng thì chúng tôi sẽ không làm. Và nói chung, không có dự án nào dễ dàng cả, vì các dự án dễ thì hoặc đã không đến tay chúng tôi, hoặc sẽ thiếu thú vị khi làm, vậy thôi. Quả thật là như vậy, giàu có rất quan trọng, nhưng thứ quý giá hơn là tình người, là nhân cách. Rất mong Việt Nam có nhiều doanh nhân tài cao đức rộng như Chủ tịch Vingroup. Ông từng nói rằng, định hướng của Vingroup khi đi ra nước ngoài không phải vì lợi nhuận mà là để cắm cờ. Chính vì vậy, tập đoàn này mới chọn nền kinh tế số 1 thế giới làm điểm khởi đầu cho hãng xe điện VinFast. Cắm cờ là phải cắm ở nơi cao nhất thì người ta mới nhìn thấy mình được. Ông Vượng chia sẻ những khao khát lớn hơn về việc kiếm tiền. Tôi đã sống và làm ăn ở nước ngoài hơn 22 năm, dù rất là thành công và được coi trọng ở đó, nhưng vẫn thấy rõ là người Việt Nam mình chưa được thế giới tôn trọng. Nhiều người Việt ở nước ngoài ra đường lại tự nhận mình là người Nhật, người Hàn. Tôi muốn góp phần thay đổi vào việc này. Với VinFast, đến giờ thì có lo lắng, căng thẳng có, nhưng chỉ có tinh thần quyết chiến là dâng cao thôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để lá cờ ngày càng cao, càng xa hơn. Với quyết định bom tấn là dừng sản xuất xe xăng để tập trung vào xe điện. Sau VinMart, VinSmart, nhiều người có chung thắc mắc, không sợ khách hàng, những người đang đi xe xăng thấy chới với vì không biết ông Vượng còn bỏ cái gì nữa hay sao. Chủ tịch Vingroup cho biết, ngay từ đầu, Vingroup đã hiểu tương lai phải là xe điện. Và đây là thời điểm buộc phải dứt khoát chọn sớm thay vì cứ nửa xăng nửa điện. Tất nhiên, Vingroup đã phải tính làm sao cho khách hàng của mình không bị thiệt, thậm chí là có lợi hơn. Nếu chất lượng không giảm, dịch vụ vẫn diễn ra bình thường, xe không mất giá thì khách hàng sẽ hết chơi với. Thường một trong những lý do khiến xe mất giá là vì không được hãng bảo dưỡng sửa chữa, không giữ được các cam kết đã có, bán tháo sản phẩm tồn. Với xe sang VinFast, tập đoàn không những giữ nguyên các cam kết mà còn bổ sung chính sách, dịch vụ có lợi hơn cho khách hàng. Ví dụ, tăng thời hạn bảo hành lên 10 năm, gấp 2-3 lần thông thường và thêm dịch vụ Mobile Service. Để phụ tùng cho sửa chữa, bảo dưỡng, chúng tôi cũng dự phòng với một số lượng gấp 1,5 lần so với thông lệ. Chính vì vậy, giá xe xăng của VinFast thậm chí sẽ còn tăng. Ông Phạm Nhật Vượng khẳng định điều thôi thúc ông muốn tất tay vào xe điện là Việt Nam phải có ít nhất một thương hiệu được thế giới công nhận. Vingroup đã thử một số lĩnh vực và thấy chỉ có VinFast và chỉ có xe điện mới có thể là cơ hội để đạt được điều này, mặc dù sẽ không đơn giản. Nếu không chịu thay đổi, phấn đấu quyết liệt thì chẳng doanh nghiệp nào tồn tại được cả.
cứ buông tay thôi là chết rồi. Nhiều ông lớn từng đứng số 1, số 2 thế giới còn đổ, Vingroup đã là gì đâu. Thế nên tập đoàn này mới có slogan, mãi mãi tinh thần khởi nghiệp. Quả thật, rất khâm phục ý chí và sự quyết liệt của Vingroup trong mọi việc. Nhiều thứ ngỡ là không tưởng, nhưng với Vingroup thì không có gì là không thể. Đây là một bài học tuyệt vời cho tất cả các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam nếu muốn thành công lớn và vươn ra được thế giới. Với một tập đoàn có xuất phát điểm thương mại dịch vụ, chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực ô tô điện, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng rất tự tin xe điện VinFast sẽ chất lượng như Tesla. Ông cho biết, bắt tay vào thiết kế xe điện VinFast, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ tất cả tính năng của xe so sánh với các đối thủ, đồng thời cũng xác định sẽ lấy tất cả tiêu chuẩn cao của quốc tế làm cơ sở, nên chúng tôi tự tin vào chất lượng và đẳng cấp xe của mình. Làm nhanh hơn cũng là một phương châm của Vingroup. Chúng tôi sẵn sàng tuyển dụng các chuyên gia giỏi, liên kết trí tuệ toàn cầu, hợp tác với hàng chục công ty công nghệ để rút ngắn thời gian. Theo thông lệ quốc tế, để làm ô tô cần 27 đến 54 tháng, nhưng chúng tôi chỉ cần 18 tháng. Không phải chúng tôi bỏ bớt chi tiết hay quy trình nào, đơn giản là làm nhanh và tập trung hơn thôi. Thưa các bạn, VinFast lên kế hoạch dự tính chịu lỗ 5 năm đầu, giờ đi được hơn nửa đường và nếu đúng như kế hoạch, 2 năm nữa sẽ có lãi. Nhưng lãi ở thị trường quốc tế, chứ Việt Nam thì vẫn bù lỗ vì phải gánh cả chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho xe điện. Đến nay, VinFast trong lĩnh vực ô tô điện đã có 40.000 cổng sạc, nhưng sẽ nâng lên 150.000 vào cuối năm 2022. Đây cũng là một khoản đầu tư khổng lồ, nhưng đã quyết thì sẽ làm. Những mảng Vingroup đã làm tuy không phải lúc nào cũng thành công, nhưng nó tạo được cảm hứng cho các doanh nghiệp Việt trên con đường loay hoay tìm tòi điều mới mẻ. Nên dù bất cứ mảng nào, sau khi Vingroup tham gia, một thời gian sau, chắc chắn các doanh nghiệp khác sẽ đi theo thị trường đó. Một câu chuyện khác về giải thưởng VinFuture chuẩn bị được công bố vào vài ngày tới. Với mong muốn Việt Nam trở thành một quốc gia có tên trên bản đồ khoa học thế giới, ông Phạm Nhật Vượng cho rằng, đến giờ, giới khoa học đều biết về VinFuture và chúng tôi nhận gần 600 đề cử từ khắp các châu lục. Phần lớn, viện nghiên cứu, các nhà khoa học trước không biết vai trò với khoa học của Việt Nam là gì. Còn giờ, họ hiểu người Việt Nam rất quan tâm đến khoa học và bắt đầu có những đóng góp cho khoa học phát triển. Thông qua hoạt động này, tôi tin sẽ có kết nối khoa học Việt Nam với giới khoa học toàn cầu. Với tiềm lực tài chính, Vingroup đã mạnh tay đưa ra giải thưởng VinFuture Grand Prize với mức là 3 triệu đô, cao chưa từng có trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Và đó chính là cơ sở để thuyết phục những nhà khoa học danh giá nhất tham gia hội đồng bình chọn của VinFuture. Tuy giải thưởng đúng là rất cao, nhưng ông Vượng cho rằng, sứ mệnh khoa học phụng sự nhân loại cùng sự cam kết dài hạn của VinFuture và uy tín của Vingroup trên trường quốc tế mới là lý do thực sự thu hút được các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Thưa các bạn, quyết định không làm gì cũng quan trọng chẳng kém việc chọn ra những việc mình sẽ làm. Chủ tịch Vingroup quyết dừng cũng nhanh như khi tạo lập, ông chia sẻ. Tôi chỉ muốn làm những gì để Vingroup có thể thực hiện được sứ mệnh của mình vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Thấy gì phù hợp thì làm. Tôi tư duy khá đơn giản. Những dự án không làm được thì cũng phải sòng phẳng mà nhận thất bại rồi dừng. Những cái cần bán để thêm nguồn lực cho các dự án trọng điểm khác thì chấp nhận bán. Cái nào đã không còn phù hợp sau một thời gian vận hành thì không nên cố. Việc dừng lại khó khăn và phải suy tính lâu hơn nhiều so với quyết định thành lập ban đầu. Vì khi đó đã có cán bộ nhân viên của mình tham gia, đã có khách hàng, phải tính toán làm sao cho vẹn toàn. Khoảng 5 đến 10 năm nữa, Vingroup sẽ là một tập đoàn công nghệ, công nghiệp có tiếng trên thế giới. Mảng thương mại dịch vụ và thiện nguyện ở Việt Nam sẽ được người Việt Nam yêu quý, đánh giá cao. Tôi mong sau này, mọi người nghĩ đến Vingroup là một tập đoàn luôn có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, là doanh nghiệp truyền cảm hứng và luôn hướng thiện vì cộng đồng. Ông Phạm Nhật Vượng nói khát vọng này ngắn gọn mà đầy đủ, thực sự rất tự hào về ông và Vingroup. Thường thì đã suy nghĩ sâu thì người ta sẽ hành động chậm. Có nhiều bài toán lớn của Vin nhưng lại được quyết rất nhanh. Như lần xây dựng khu đô thị Vinhome Smart City, ông Phạm Nhật Vượng gần như đã thay đổi hình hài về nó ở phút 8-9 trước khi bắt tay làm. Nhưng ông lại thấy đó là điều bình thường, không nhanh. Tôi luôn suy nghĩ về sản phẩm của mình. Nếu tìm được giải pháp tốt hơn thì rất khoát sẽ làm, bất chấp tốn kém. Ví dụ, khi phát triển xe điện mà thiếu linh kiện để nghiên cứu thử nghiệm, có cái chúng tôi chấp nhận trả giá gấp 4-8 lần để sở hữu. Chúng tôi chấp nhận bù lỗ, dám làm vì tính được kết quả cuối cùng là mình có thị trường, có đẳng cấp. Nhìn chung, thói quen xấu của chúng ta là cứ nêu lên vấn đề để rồi cả tháng sau mới quay làm lại.
Còn chúng tôi đã nêu vấn đề chỉ trong 1-2 ngày là phải giải, nếu khó quá thì treo, nhưng mấy ngày sau quay lại, chốt bằng được là xuôi hay ngược, không quyết tâm là làm ngược luôn, tức là bỏ. Là một tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam, Vingroup thường xuyên tập thể dục cho hệ thống, luôn đặt ra mục tiêu khó, ngày càng cao hơn và thường xuyên đánh giá hiệu quả rồi sàng lọc các cá nhân, các bộ phận yếu kém. Để hiệu quả, cách đây 2-3 tháng, Vingroup cũng ra quy định 50-50-50 trên toàn hệ thống, tức là yêu cầu giảm 50% số lượng cuộc họp, 50% số người dự họp và 50% thời lượng họp. Email gửi cũng yêu cầu giảm đáng kể. Là đàn ông vốn có nhiều cám dỗ, tuy nhiên với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông thường bị công việc cuốn đi nên có nhiều cái không quan tâm. Mọi người bảo đánh golf thì thích, nhưng ông cho rằng thấy khó khăn lắm. Mấy người dạy tôi đánh golf xong đều chê, anh có đánh đâu, chả tập trung gì. Vì quả thật, cám dỗ lớn nhất của tôi là làm việc. Nói vậy chưa có thú vui thì tốt, tôi thích tốc độ. Hồi ở Ukraine, tôi rất thích lái xe tốc độ cao, từng lái BMW 240 km/h khi 40 tuổi. Nhưng giờ về Việt Nam rồi thì đường xá không cho phép. Thưa các bạn, dù đứng ở vị trí là doanh nhân hàng đầu Việt Nam, nhưng ông Phạm Nhật Vượng cũng là một người cha, một người đàn ông của gia đình. Chủ tịch Vingroup đã có những chia sẻ rất chân tình về những người con. Tôi có 2 con trai và 1 con gái. Với con trai, ngoài dùng tình thương thì kèm theo nghiêm khắc, luôn tạo cho các cậu ấy những cơ hội thử thách để làm. Cậu thứ hai đang học đại học năm 2 ở nước ngoài, nhưng Covid trường cho nghỉ 1 năm, tôi cho vào tập đoàn đi làm luôn. Nhưng trong công việc, người ngoài hay người nhà đều như nhau. Làm tốt, tôi sẽ tạo sân chơi hết sức, còn không được, vui lòng tránh ra để người khác làm. Cậu cả bị lên xuống mấy lần rồi đấy, cứ làm được thì thăng chức, không được thì lại xuống thôi. Với tư cách người bố, tôi muốn để lại tình thương yêu vô bờ bến. Và cái quan trọng nhất là muốn chúng luôn là người tử tế, chứ không phải yêu cầu con cái phải làm cái nọ làm cái kia. Tôi cũng không dứt khoát, cứ phải tra truyền con nối. Vì nếu con không làm được hoặc không muốn làm mà mình bắt ép thì chúng khổ. Con đẻ và con nuôi đều như vậy. Các bạn thân mến, những câu trả lời rất mộc mạc, chân thật nhưng lại đầy nhiệt huyết và tự hào dân tộc. Dường như tất cả mọi người đều thấy nể phục và rút ra được những bài học cho chính bản thân mình. Vingroup, dù ít hay nhiều, cũng đã góp phần vào sự phát triển và đưa Việt Nam xuất hiện hoành tráng hơn trên bản đồ quốc tế. Các bạn nghĩ sao về tầm nhìn và tấm lòng của tỷ phú số 1 Việt Nam? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!